một điều đặc biệt thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau để thay đổi một cái nghịch lý. Việt Nam là một cái đất nước mà xuất khẩu cà phê đứng thứ nhì thế giới. Như vậy thì chúng ta là người Việt Nam và chúng ta là thương hiệu Việt Nam, chúng ta sẽ phải thay đổi cái điều đó. Tại sao không chứ, cà phê Việt Nam là rất ngon và rất là đặc biệt, và không phải tất cả các loại cà phê khác trên thế giới đều có được cái chất lượng cà phê như vậy. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã tham dự vào buổi lễ khai trương King Coffee buổi sáng ngày hôm nay. Thương hiệu, giá cả phù hợp và chất lượng phục vụ rất tốt. Thấy King Coffee có những view đẹp, chất lượng ổn, giá lại phù hợp với sinh viên. The customers are very beautiful. Đến với King Coffee thì mình thấy dịch vụ rất là ok, và món nước xoài kem sữa mà đúng thử thì rất là ngon ạ.